vườn đời ngát hoa thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Gió biển gọi ngút ngàn vùng tâm thức, đồng nội xanh trong nỗ nức tưng bừng, ánh nhật nguyệt khơi nguồn muôn sức sống, để tà dương tiến bước một ngày đường. Trần gian khói xin tròn niềm sung sướng, hãy quên đi những đau khổ nhiễu nhương. Vườn đời ngát hoa thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Gió biển gọi ngút ngàn vùng tâm thức, đồng nội xanh trong nỗ nức tưng bừng, ánh nhật nguyệt khơi nguồn muôn sức sống, để tà dương tiến bước một ngày đường. Trần gian khói xin trọn niềm sung sướng, hãy quên đi những đau khổ nhiễm. Thay vì theo kinh điển Bali chỉ là những vị A-la-hán thôi, nhưng mà với cái nhìn và cái sự thành kính của thiền hữu thì có thể các vị đó là những vị Bồ Tát hóa thân. Có thể nhiều đời các ngài là Bồ Tát rồi, và cũng có thể ngay cái kiếp
Hiện tại các ngài đã chuyển thân để vào ngôi vị Bồ Tát Bất Thối. Cho nên ví dụ như ngài Mahakayip, từ Mahakayip cho đến người nhỏ nhất là ngài Lầu La, thì quý vị thấy là mình có, xưng danh hiệu là Bồ Tát. Và cái phần của Bồ Tát thì cuối cùng là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nhưng mà cái dụng ý của thiện hữu muốn cho mọi người giữ cái truyền thống tu tập, không phải chỉ của thiện hữu mà của các vị tổ, của những vị thầy lớn. Và cho đến bây giờ nếu mà quý vị để ý, đi bất cứ một ngôi chùa nào, dù chùa đó là chùa Nguyên Thủy hay là chùa Phát Triển, thì quý vị sẽ thấy là hầu như là các thầy lớn cũng đều áp dụng chuyện lại Phật. Cho nên đối với người đệ tử Phật đó, là làm sao mỗi ngày quý vị ngồi thiền hay là trì chú tụng kinh, thì mỗi người mỗi cái cách theo cái sự hướng dẫn và cái nhân duyên của mình, nhưng mà làm sao giữ được xen kẽ vô cái chuyện lại Phật hoặc là gọi là lễ bái hồng danh, nói theo ngôn ngữ bình thường là lại Phật. Như vậy thì tại sao mà từ lúc mà quý vị biết thiền hữu cho tới bây giờ, lúc nào thiền hữu cũng khuyến khích là lại Phật, đúng không? Và trong bất cứ một cái khóa tụng lớn hay nhỏ, cái thời khóa ngày Chủ nhật theo thường lệ hay là những cái lễ lớn, thì quý vị sẽ thấy, để ý một chút, là thiện hữu không bao giờ bỏ phần lại Phật. Như vậy có người nào tự hỏi là lại Phật nó quan trọng đến một cái mức độ nào đối với người tu mà thiện hữu không có bỏ? Nó quan trọng lắm, cho nên là không bỏ. Ngày hôm nay quý vị sẽ cùng nhau suy nghĩ về vấn đề đấy. Trước nhất á, lễ Phật, quý vị còn nhớ là trong 10 hạnh phổ hiền của Bồ Tát Phổ Hiền đó, có cái câu đầu tiên là cái gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Đầu tiên là lại Phật, nhưng mà với cái lòng tôn kính. Tôn kính đó thể hiện từ ở bên trong tâm thức, nó được biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ quý vị hình dung ngồi, quý vị thấy một người lại Phật mà lại theo cái cách nhẹ nhàng như quý vị như vậy đó, đi lên xuống, nó khoan thai và mặc áo tràng thì rất là trang nghiêm, tay thì chắp ở trước ngực thẳng, và lòng tâm ý nhìn lên Đức Phật, nhìn lên Đức Phật, nhìn lên hình tượng Phật. Trong những cái khoảnh khắc đó đó, thì quý vị có thấy là mình thật sự cái lòng mình thanh tịnh không? Có không? Và khi thấy cái lòng mình nó thanh tịnh, nó trang nghiêm như vậy,
phát khởi cái lòng tin mãnh liệt, và ở bên trong có sự hoan hỷ lạ thường xuất hiện ở bên trong của mình. Như vậy rõ ràng là Bồ Tát Phổ Hiền tu 10 hạnh lành của Ngài, Ngài cũng lấy lại Phật, tôn kính Phật làm đầu. Đó là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Và có kinh nói Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, là mẹ của tất cả trí tuệ. Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho cái lòng từ bi vô lượng và cái hạnh lành của tất cả chư Bồ Tát. Nói theo Phật giáo phát triển như vậy, đầu tiên đó là trong cái 10 hạnh lành của Ngài Phổ Hiền thì lại Phật, Ngài cũng lấy lại Phật là điểm chính đầu tiên. Như vậy rõ ràng lại Phật, cái điều tiên quyết khi mình lại vừa nhẹ nhàng, vừa trang nghiêm, kết hợp với cái lời cái tiếng chuông, hoặc là kết hợp với cái tiếng khánh, chuông và khánh là những pháp khí xuất hiện sau này để hỗ trợ thêm khi mà mình lễ lại. Có thể mình ở nhà trước bàn thờ thì mình lâu lâu mình điểm một cái tiếng chuông nhỏ, chứ không cần phải khánh, tại vì chỉ có một mình thôi. Thì mình chỉ điểm một cái tiếng chuông, nghe tiếng chuông vừa lại Phật, mà lâu lâu nghe điểm một cái tiếng chuông nó ngân nga, quý vị thấy hồn bay bổng. Cho nên nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, nghe tiếng chuông là tất cả cái buồn rầu nó đang nặng trĩu bây giờ nó trở thành bay bổng, nó nhẹ nhẹ đó. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, hoặc là hoặc có một vị nói là nghe chuông phiền não tan mây khói. Mỗi ngày Chủ nhật quý vị nghe bao nhiêu tiếng chuông, quý vị có đếm không? Sáng tới giờ nghe bao nhiêu tiếng chuông? Hả? Có đếm không? Có ai đếm không? Bây giờ thôi đừng đếm chứ. Nhưng mà nói rõ ràng là từ sáng cho đến khi mà quý vị trở về nhà, quý vị vô trong cái cảnh này thì quý vị nghe hàng biết bao nhiêu tiếng chuông. Trong khi đó các tổ, những người mà người ta biết tu là chỉ cần một tiếng chuông thôi người ta thức tỉnh rồi. Còn mình nó càng nghe nhiều chừng nào thì mình càng ngủ ngon gì đó. Nghe tiếng chuông chùa nó sung sướng gì đâu, cho nên là ngủ hả? Im quá, nghe tiếng chuông im quá. Rồi. Như vậy rõ ràng là khi mà mình lại Phật, mình lễ bái là để cho phiền não, nghiệp chướng, trần lao nhiều đời nó tan theo mây khói, chứ không phải nghe tiếng chuông hay là nghe cái tiếng khánh mà nó phiền não dày lên cục làm được, đúng không? Rồi. Cái cách lễ bái đó quý vị nhớ này, nói ở trong Đại Đường Tây Phước Ký của Ngài Huyền Trang á, khi Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài học trước Ngài á là Ngài Nghĩa Tịnh, trước Ngài Nghĩa Tịnh á là có thêm 2-3 vị nữa, nghĩa là cái bước chân mà du học Ấn Độ của người Trung Hoa, của chư tăng Trung Hoa là đã có nhiều lắm rồi, chứ không phải chờ tới Ngài Huyền Trang Đời Đường mới có đâu. Và trước đó có Ngài Nghĩa Tịnh, trước Ngài Nghĩa Tịnh cũng có vài vị, nhưng mà không có thành công nhiều, cho nên là lịch sử không có nhắc.
mà điểm nổi bật vẫn là ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang á, ngài là một người học giả và là một bậc cao tăng đắc đạo. Cho nên khi mà ngài đi và ngài về, trở về Trung Quốc để mà ngài chuyển dịch kinh điển ra tiếng Trung Hoa cho người Trung Hoa đó, thì ngài có một cái bộ gọi là Đại Đường Tam Phước Ký. Ngoài chuyện mà kinh sách ngài dịch ra Tam Tạng, dịch không hết nhưng mà phần đông là những cái bộ lớn là ngài chuyển hoa qua tiếng tiếng Trung Hoa hết. Thì trong cái bộ gọi là Đại Đường Tam Phước Ký đó là một cái bộ mà bắt đầu từ cái cuộc hành hương khởi điểm là bắt đầu ngài ghi rõ hết, ghi những điều mắt thấy tai nghe, ghi hết, ghi đến lúc nào chỗ nào ngài ghi không sót. Thì trong đó nó có cái phần là ngài chứng kiến, ngài thấy người Ấn Độ họ là ai, họ tôn kính Chư Tăng, và ngài ghi ra, ngài ghi ra cái cách người Ấn Độ lễ bái. Cho nên cái cách của mình lại này đó, mình đừng nghĩ là chỉ duy nhất có Trung Hoa, Trung Quốc, Việt Nam, các quốc gia Phật giáo phát triển, mà nó đã có từ lâu đời rồi, từ thời kỳ Đức Phật Thích Ca, và cái truyền thống lại lễ lại là nó đã có sâu sắc từ thời kỳ cổ đại của Ấn Độ. Cho nên nói cái này để cho quý vị hiểu biết thêm, chứ đừng nói là lại này là của Việt Nam, không phải. Gốc là đã có từ ở bên Ấn Độ cổ đại. Nhưng mà cái cách lại của họ nó khác mình. Bây giờ người nào mà đi đi Phật giáo nguyên thủy, mà nhất là đi các chùa bây giờ còn giữ nè, bây giờ vẫn còn giữ là Sri Lanka đó, hoặc là Miến Điện, Thái Lan thì Thiền Hữu chưa chứng kiến. Nhưng mà Sri Lanka đó, quý vị biết là thỉnh một vị sư hoặc là thỉnh 10 vị sư mà tới chùa hoặc là tới tư gia cúng dường đó, người Phật tử đó họ có họ mê cái chân của mấy ông thầy đó, giống cũng như là người Phật tử mà mê cái chân của Đức Phật đó. Tức là họ lễ lại không phải chỉ hình tượng, mà cái cách của họ lễ lại là họ quỳ, họ quỳ xuống ha, rồi họ hung cái chân của Đức Phật. Mà cái truyền thống này vẫn còn nha, vẫn còn cho đến giờ phút này mình đang nói chuyện nè, là Thiền Hữu vẫn chứng kiến. Và có lần Thiền Hữu tới chùa Sri Lanka đó cũng được người ta hung vậy đó, nhưng mà không dám cho, lạnh nhò quá à. Hả? Tức là khi vô đó là có một người Phật ở trong gia đình đó, hoặc là trong chùa đó, là họ họ có một cái bệ nước, hoặc là một cái, nói dễ hiểu là cái thau nước, rồi có cái khăn, rồi mình vô đó rồi là mình ngồi là mình được nhúng chân ở dưới, ở trong cái thau nước, cái chậu nước đó đó, rồi họ quỳ xuống, rồi khi mà mình lúc rút ra là họ lấy cho lấy khăn họ họ lau sạch sẽ, rồi họ hun lên cái bàn chân của mình. Nhưng mà thầy đọc chắc cho anh đâu nhột. Nhưng mà rõ ràng là cái đó là cái gì, là lễ bái đó. Nãy giờ nói, nãy giờ là nói đó là lễ bái đó. Người ta tôn kính các bậc đạo sư, tôn kính những vị thầy đến một cái mức độ như vậy. Như vậy rõ ràng là lại Phật là để tỏ cái lòng tôn kính. Và lại không phải chỉ là Phật, ở trong Đại Đường Tây Phước Ký đó, ngài Huyền Trang ngài nói đó, là cái cách lại đó của người Ấn Độ đó không phải chỉ lại Phật không, mà còn nhiều cái cách khác, nó tới 9 cách. Mà cái cách của mình là một trong 9 cách thôi. Ví dụ như chắp tay như vậy,
mà Việt Nam mình gọi là xá, thì người ta vẫn cho đó là một trong chín cách lễ bái. Chắp tay ngang ngực xá là một cách, mà chắp tay tuốt ở trên đầu vậy á cũng là lễ bái. Mình gọi là xá, nhưng mà trong đó ngài ghi rõ lại là chín cách của cái truyền thống Ấn Độ xưa đó, là có chín cách như vậy. Và một cái cách mà mình thường thấy bây giờ thấy đó là họ hôn bàn chân, hôn bàn chân của các vị thầy, họ lại họ chắp tay, họ đảnh lễ cái đầu của họ đó. Cho nên mới có cái câu gọi là đầu diện tiếp túc, tiếp túc quy mạng lễ. Quý vị không có nhớ cái bài câu đó hả? Ở trong cái gì? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ là sao? Cái đầu của mình tiếp xúc với cái bàn chân, chân túc là chân, biết không? Túc là chân, lại mà coi như cái đầu chạm sát tới cái bàn chân của Đức Phật hay là của các vị thầy, đánh lễ là vậy. Nãy giờ nói những cái hình thức đó, không có chi tiết nói chính cái, nhưng mà nói như vậy để cho quý vị trở về nguồn cội, để thấy được là mình không phải là mình tu theo cái kiểu là coi như là không có nguồn gốc. Mình lễ bái có nguồn gốc, mà cái nguồn gốc đó không phải của chỉ của Việt Nam, mà của xa xưa, của xa xưa. Và các vị tổ, các vị thầy, người ta đã áp dụng cái đó. Một lát nữa sẽ nói năm cái công đức mà khi lễ bái quý vị sẽ có được. Bây giờ nói hình thức lễ đó, hồi nãy giờ là mình nói cái hình thức lễ bái đó, gọi là hình thức lễ bái mà với lòng cung kính. Có cung kính mới vậy, chứ còn không cung kính nó là bộ nó lại, nhưng mà tới cái chân nó làm sao? Chè là mũi đỡ. Nó chè là mũi đỡ, nó cắn. Mà nhà cái chân của thầy tắm nhiều khi ít có ít có trà hoàng trả. Mà cái chân này mà ở truyền thống ở Việt Nam nó nguy hiểm vô cùng. Mấy thầy đi ruộng là nhiều khi đạp gì, phân bò phân trâu mà vô, mà mới vừa đi vô mà coi như có Phật tử đi lại cúng dường á, rồi nó đòi hung chân, lúc đó mình đưa ra một cái cho nó hung. Thấy không? Lúc mà đưa vô là phải rửa chân. Nhiều khi không có thời gian, không kịp rửa. Như ở trong này cũng hao nước nữa, nước cũng có đủ, thành ra không có cần rửa, anh để vậy. Nhưng mà thôi, cái truyền thống đó thì thôi mình đừng dám, không dám áp dụng nha. Mà quý vị cũng đừng áp dụng, nói hồi chiều lát ra thầu thử rồi hung. Chúng ta để cửa có người bưng chậu nước sẵn. Rồi, cái đó nãy giờ mình nói, và mình đang hành trì như vậy đó, là mình lễ bái nhưng mà gọi là cung kính. Mình lễ bái phải có cái sự cung kính tuyệt đối. Tại sao mình phải lại Phật? Vì Đức Phật có xứng đáng để cho ta lại không? Quá xứng đáng. Tại sao ta phải lại Bồ Tát? Bồ Tát có xứng đáng cho ta lại không? Cũng quá xứng đáng. Trăm kiếp ngàn đời lại mà lại, cả trăm kiếp ngàn đời cũng không hết cái công ơn của các ngài. Rồi kế tiếp là các vị tổ sư đã khai sơn tạo tự, rồi ông bà tổ tiên của Việt Nam của mình có xứng đáng cho mình lại không? Từ tổ Hùng Vương trải dài cho đến gọi là Mai Hắc Đế, rồi đến các vị vua đời
Đinh Lê Lý Trần Nguyễn, ví dụ, là cũng xứng đáng để cho mình lễ lại. Mình lại các ngài với cái tâm cung kính như vậy, ta gọi là cung kính lễ. Lễ Phật á, quý vị nhớ ở trong kinh đó nói nhiều lắm, nhưng mà chỉ nhớ hai dạng lễ Phật, hai dạng lễ bái. Một dạng mà mình đang làm gọi là cung kính lễ bái, còn một cái dạng ta gọi là cầu danh lễ bái. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lại Phật, nhưng mà với cái tâm cầu danh, chứ không phải cầu, ai không cầu. Cung kính cũng cầu, nhưng mà cầu tốt, cầu những cái điều tốt đẹp cho thế giới, chấm dứt chiến tranh, nhân dân an lạc, Phật tử đi chùa hòa hợp, thương yêu tụng kinh ngày càng đông. Rồi cái cảnh giới này, quốc gia này lúc nào cũng được yên ổn hay là yên bình. Tiếp tục, nó bản chất của nó đã yên bình rồi, nhưng mà tiếp tục như vậy hoài chứ mà còn. Quý vị hình dung ra một cái mà, thí dụ như đang ngồi đây mà nghe những cái tiếng này nọ thì đùng đó, thì quý vị có nhất tâm được không? Khó lắm à. Mà hiện bây giờ thế giới này nó đang tứ lung tung hết trơn, là như vậy. Chỗ này chỗ nọ quý vị thấy ngồi không yên, ăn một bữa ăn không ngon, ngủ một cái giấc ngủ không yên, và quý vị thấy là người ta chết, cái sự chết nó rình rập, không phải chỉ một ngày mà nó rình rập hàng phút, hàng giây, hàng giờ. Cho nên cái thế giới, cái quốc độ này mình đang ở đây là nó quá hạnh phúc, nó quá bình yên, thì mình lại Phật để mà mình cầu cái sự bình yên đó nó vẫn tiếp tục ngự trị ở trên quốc gia này, thì đó là cầu chứ. Nhưng mà có một cái mà lại Phật gọi là lễ bái, người ta gọi là cầu danh lễ bái. Có nghĩa là sao? Không có thấy ai thì không lại. Nhưng mà đứng ở đây dần dần thấy ở ngoài kia có bóng dáng rồi, bắt đầu trong này có chuông bon thúc rồi lại đó, thì lại sao? Lại coi như là lại chết bỏ, chối chết luôn, lại chối chết luôn á. Đó. Thì cái đó gọi là không có cái sự thành kính, mà xuất phát từ cái tâm gọi là tâm cầu danh, để cho người ta khen. Thật ra người Phật tử đó làm sao mà né cái tâm đó. Cái mà nguy hiểm nữa là ngã mạng lễ. Nó mang lễ là sao? Lại Phật càng lại càng thấy cái bản ngã của mình đó càng lớn, và cứ nghĩ là ở trong cái chùa này không ai lại hơn mình đó. Tôi, tại vì mấy bà đó, tôi thấy mấy bà tôi thương đó, cho nên tôi lại có 33 lại thôi đó, chứ còn sức của tôi là phải 300 lại. Thì cái đó gọi là ngã mạng lễ, cái đó gọi là ngã mạng lễ. Hai cái này là Phật tử phải cố gắng mà tránh nha. Lại Phật, lễ Phật mà dính vô hai cái này gọi là càng lại thì trước mặt nó càng thấy cái gì, quý vị có thấy không? Có bữa mà trời nóng quá đó mà lại cái bằng trước chết đó, thì trước mặt sẽ thấy một những cái đốm, ta gọi là đổ hòa quang đó, đốm đó ha. là nếu mà không khéo đó là có thể là tẩu quả luôn á. Ngã mạng lễ là vậy. Lại Phật mà ngã mạng thì không được cái gì hết. Cho nên hai cái này là Phật tử phải tránh. Nhớ nha. Bây giờ trở lại cái mà mình cần thiết. Mình làm cái gì mình cũng phải tính. Ví dụ như mình lại Phật tụng kinh mình cũng phải tính có lợi ích chứ.
mà nói cụ thể trần gian một chút chút là có lời. Có lời có lời mới làm chứ, tội tình gì mà ngồi ở đây, tội tình gì mà phải đi vô trong này mà lại hụp lên hụp xuống, cúi lên cúi xuống chi, đúng không? Cho nên bây giờ đó là cái cách lại Phật mà thiền hữu hướng dẫn cho quý vị đó là một trong chín cách thôi. Cái cách của mình là đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, tức là lại một cách chí thành chí kính, và đồng thời nói theo quý thầy giảng đó mà dạy, quý vị có nghe gọi là ngũ thể đầu địa, hiểu không? Không hiểu, dịch ra tiếng Việt là năm vóc sát ở dưới đất. Mình không có làm theo cái kiểu Tây Tạng, mấy ông Tây Tạng đó mới là thứ dữ đó, tức là lại một cái là nằm dài mà nó chuối luôn, thấy không? Như vậy đó, cái truyền thống của người ta, vì người ta ở trên núi, người ta ở trên chỗ lạnh lẽo, cho nên người ta lại như vậy một hồi là nó khỏe, nó đổ mồ hôi. Cách đó là cái cách Tây Tạng, mà những quốc gia mà xứ lạnh đó thì áp dụng cái đó tốt. Nhưng mà mình ở đây lạnh thì cũng chẳng lạnh nhiều. Ở đây nè, mình nói cụ thể là ở đây nè, lạnh hay nóng? Nóng thấy mồ luôn, cho nên phải giảm mát. Mát lạnh. À, mà nóng như vậy thì mình lại cái cách của mình, ta gọi là cái cách mà ngũ thể đầu địa đó, tức là đứng lên rồi từ từ quỳ xuống rồi hợp xuống, rồi xong rồi từ từ đứng đó. Cách mà hướng dẫn quý vị lại đó, thì lại đó là một trong những cách thôi, gọi là ngũ thể đầu địa. Lại Phật, lễ Phật, ta gọi là lễ bái được cái gì? Quý vị có thấy được cái gì không? Không. Được cái gì? Rồi. Thứ nhất là sức khỏe. Đúng. Quý vị lại, quý vị có thấy có sức khỏe không? Cái này là không phải quý vị nói, mà trong kinh điển nói, trong kinh Tăng Nhất A Hàm á. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, người lễ bái Phật, Bồ Tát, Thánh chúng, thậm chí lễ bái cái người gọi là người thường thôi, gặp nhau xá, gặp nhau chào, là một hình thức lễ bái đó. Thì cái thứ nhất á, là có sức khỏe, cho nên quý vị có thấy quyển gọi là Lại Phật chuyển hóa tế bào ung thư không? Đó là một bằng chứng của ni sư người Đài Loan, là ni sư chứng nghiêm đó. Mà bà cụ và ni sư bây giờ vẫn còn sống. Ni sư đó là có một cái hạnh vô lượng, bà là cái người mà chuyên gia xây cấp bệnh viện, mà không phải chỉ một bệnh viện ở Đài Loan, mà tất cả những thành phố lớn của Đài Loan đều có bệnh viện của bà. Là thành lập cái hội từ tế, và ở bên Hoa Kỳ và Canada, người nào có đi qua bên đó thì biết mỗi thành phố lớn đều có ít nhất là một cái bệnh viện từ tế. Người đệ tử của bà toàn bộ đa số là những người y bác sĩ, và những người thường cũng có, nhưng mà theo cái phương pháp của ni sư chứng nghiệm này. Vì sao? Vì ni sư tự lấy cái bản thân của mình ra để mà thí nghiệm. Bản thân của ni sư là một cái người gọi là gốc là bên Tàu Hồ Nam mà lạnh lẽo, rồi tu thiếu thốn khó khăn, và cuối cùng năm 20 mấy tuổi ni sư bị một cái chứng bệnh phụ nữ, quý bà biết rồi, hết thuốc chữa,
Thì lúc đó là ni sư đang ở bên Đài Loan. Thì Tây y, Đông y gì chịu. Cuối cùng ni sư chợt nghĩ ra là mình là người tu thì cái người mà coi như là mình nắm chân là ai? Là Đức Phật. Cho nên bà quyết định là bà lại Phật. Lại Phật thành kính ngày đêm. Đấy. Và cuối cùng là hết bệnh. Cái bệnh ung thư mà phụ nữ đó. Hết. Và sống tới bây giờ luôn à. Và cái quyển sách mà bà viết thuật lại những cái kinh nghiệm đó, vậy thì cho quý vị thấy là lại Phật nó thứ nhất là Đức Phật ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm cũng nói là nó có sức khỏe vô lượng. Nếu phụ nữ thì lại Phật đẹp, đẹp gái, đẹp lão, quên. Còn mấy ông thì đại Phật, lại Phật đẹp, đẹp trai, đại Phật đẹp trai. Cái lợi ích đầu tiên đó mà nghe hấp dẫn ra là lại Phật được cái đó đó. Điều thứ hai trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói lại Phật, người nào lại Phật nhiều sẽ có cái giọng tốt. Giọng á, giọng nói á tốt. Hồi nhỏ Thiên Hữu á, ông thầy ông nói sao mà ông nói cái giọng của ông sao giống con vịt xiêm. Con vịt xiêm mà không phải con vịt xiêm thường đâu, mà con vịt xiêm lai. Con vịt xiêm lai là con vịt xiêm nửa đực mà nửa cá, tức là nó cà hát. Bây giờ nó cũng còn phải không quý vị, nghe không? Giờ nó cũng còn á, nghe không? Giờ hay hồi đó mấy bà biết sao nó. Thì ông thầy ông nói đó, cái giọng của con á, sư phụ ông nói cái giọng của con á là giọng này thì không thể nào mà sau này thuyết pháp được. Cái giọng này sau này mày đi tụng kinh đám ma người ta nghe người ta ngồi vậy à. Người ta ngồi vậy à. Thì hồi nhỏ mình nghe ông thầy nói buồn hết sức. Rồi hỏi ông hòa thượng, hỏi ông sư phụ gì vậy chứ bây giờ con làm sao. Mình nghe mình cũng sợ chứ. Cuối cùng hòa thượng cũng dạy là thôi ông thành kính ông cầu Phật. Rồi ông mới chỉ có ở chùa ông quen có hai ba vị thầy mà hiện giờ là cũng là những bậc long tượng đó, những bậc thầy thuyết pháp như mây như mưa đó. Thì sư phụ ông cũng nói là ngày xưa đó là khi những vị này về Ấn Quang ở đó thì cái giọng cũng giống như ông bây giờ. Nhưng mà sau một thời gian tự nhiên tu nó chuyển mà nhờ lại Phật. Và ngài thường nói là cái giọng mà của một cái người mà trong đầu của ngài rất là kính trọng là Hòa Thượng Huyền Vi đấy. Cái giọng như chuông ngân, giọng của Hòa Thượng, cho nên mới làm tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp. Hay lắm. Thì ông cụ ông cứ đem cái giọng của Hòa Thượng Huyền Vi ra ông nói. Thì ngày xưa Thiên Hữu cũng vậy. Và nhờ lại Phật. Mà đó mình đâu có biết kinh Tăng Nhất A Hàm gì. Nhưng mà bây giờ đọc ở trong kinh mới thấy là Đức Phật nói là cái lợi ích thứ hai là lại Phật, lễ bái Phật là được cái giọng thanh, thanh tao. Bây giờ quý vị thấy để ý coi là chùa mình nè, khi lại Phật tụng kinh nó cái giọng đa số là cái giọng sao? Ai cũng cái giọng thanh, thanh tao hết trơn, đúng không? Quý vị có để ý không? Từ lớn tới nhỏ,
Có những người không cần phải micro, giọng bự quá. À, rồi có nhiều người là cái giọng hồi đó tụng nó chưa được, nói theo cái lương là nó chưa được chín, chưa được mùi, chưa được tròn, tròn chữ hay là tròn tròn câu. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu nó nhờ lại Phật nha, là nó được cái đó. Quý vị có để ý không? Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình quý vị lại ra cái lợi ích thứ hai là cái giọng được thanh tao, giọng tự động nó chuyển nhờ lại Phật. Cái thứ ba, lại thứ ba của lại Phật, quý vị biết là cái gì không? Một là sức khỏe rồi, hai là cái giọng tốt rồi, ba là có nhiều tiền. Nói theo bây giờ là có nhiều tiền, nhưng mà trong kinh điển á là Đức Phật nói là có nhiều của báo. Trong kinh điển Đức Phật nói là, nhưng mà thiền hữu dịch ra là có nhiều tiền. Quý vị có để ý là quý vị lại Phật, lễ bái Phật, tụng kinh, quý vị có nhiều tiền không? Mấy bác? Có không? Quý vị có tiền, có nhiều tiền cho nên quý vị mới sao? Mới có nhiều tiền. Thấy không? Mấy bác? Người nào cũng vậy. Rồi có nhiều người là đang coi như là thiện hữu nói là cái này thật luôn đó. Cái ông đó là coi như sắp sửa phá sản, mà nhờ đi theo thầy mà cả năm nay, hơn năm rồi, bây giờ chết làm không kịp. Làm không kịp. Như vậy là sao? Đang lên. Tức là sợ. Sợ không phải là sợ mất chốt nữa, mà bây giờ sợ mất mỏ. Sợ cái mỏ của người ta. Có người già ngồi kế bên rừng hoài. Cho nên là không sợ mất chốt, mà bây giờ nó sợ mất mỏ. Rõ ràng là nhờ tụng kinh lại Phật mà bây giờ làm không kịp. Như vậy đó. Cho nên thiền hữu thấy rõ ràng Đức Phật nói rất là chính xác. Lời của Phật nói là mình không thể nào mà nói mà xây dịch được. Có nhiều của báo, có nhiều tiền, có nhiều cái phước báo mà hữu lậu. Mà rõ ràng là thiền hữu cũng thấy điều đó, cũng nhờ lại Phật mà được cái chỗ như thế này. Không tin quý vị thì về lại đi, lại chừng từ đây cho đến khoảng chừng 20 năm đi. Là sao? Là quý vị cũng có phước báo, cũng có. Có cái hòm tốt. Có cái hòm tốt. Có chuẩn bị. Rồi. Đó là cái phước báo. Và được mấy lại là mấy điều lại rồi? Ba điều lại phải không? Mấy điều lại rồi? Ba. Ba, bốn. Ba. Điều lại thứ tư là lễ bái Phật, Bồ Tát và các vị thánh chúng thì lúc nào cũng được chư thiên gia hộ. Quý vị cảm nghiệm cái điều đó có không? Rồi, lại Phật hay là lại các vị tổ sư, bất cứ mình có cái lòng cung kính lễ đó thì tự động chư thiên gia hộ, các vị thần thánh người ta gia hộ. Quý vị nên nhớ không phải chỉ ở chùa không, mà bất cứ nơi nào, dầu cho là tư gia,
ở tư gia quý vị tu hành mà lại Phật, có thờ Phật hoặc là không thờ Phật mà quý vị hướng Phật, lại Phật với cái tâm gọi là thành kính lễ, thì tự động cái nơi đó, nói trong kinh Địa Tạng là hoa màu đều tươi tốt, cây cỏ tươi tốt, và trong cái thế giới vô hình thì chư thiên và các vị thiện thần người ta theo người ta gia hộ. Cho nên tụng kinh lại Phật mà đến nỗi mà cái người có mang thai á, trong cái Địa Tạng nói đó thì sao, sinh mẹ tròn con vuông, và đồng thời á, là chỗ đó ở thường thường có các vị thiện thần người ta bảo hộ người mẹ và người con. Như vậy rõ ràng cái lợi ích nó lớn là cái chỗ mình ở, chỗ mình cư trú, mình đi đến đâu là có thần thánh chư thiên gia hộ. Cho nên mấy cái bà, một số bà mà đi chùa này nè, lại Phật lại ra rồi đi về đó, chạy xe mà chạy hết tốc lực luôn mà cũng chẳng không sao chứ, nhờ sao, nhờ chư thiên gia hộ. Nhưng mà nói vậy đừng có chiều nay chạy không được. Nhưng mà có những người thì hữu thấy ở đây có một hai người, và bữa nay thì hữu nhìn xuống ở dưới thì thấy có thêm một người nữa, cái đó là thuộc về sư phụ rồi, lâu lâu sư phụ xuất hiện là lái xe mà coi như là cứ chạy hết số, có nghĩa là sao, tức là cái số cho là 100 thì chạy 100, cho 120 thì chạy 102, cứ bấm như vậy. Mà cái hay đó là ở trên xe của cái Phật tử này lúc nào cũng có Bồ Tát và họ hết, bà chở Bồ Tát mà. Đó thấy không, mà không sao chứ, không sao chứ, đó như vậy đó. Mà tại vì sao, ở trên xe có Bồ Tát gia hộ, bà chở hai bà Bồ Tát già, hai bà Bồ Tát già đó là sao, lúc đó là sao, nếu bật lên thì hết, không có cái lúc nào mà niệm Phật mà nó thanh tịnh mà nó thành kính bằng lúc đó. Thanh tịnh mà thành kính, con người ta đó cái lúc mà bình thường á niệm Phật không có thành kính, niệm lơ lơ à. Nhưng mà tới những cái lúc sanh tử đó là niệm sanh tử, tới những lúc đó là niệm sanh tử, niệm để mà Phật Bồ Tát che chở mình thiệt rõ ràng. Coi như là từ những cái năm tháng coi như là xa xưa là đã lấy những cái bằng cấp như vậy rồi mà bữa nay vẫn còn ngồi đây bình yên vô sự, coi như thay hết chiếc xe này tới chiếc xe khác thôi, không mà không sao hết. Như vậy là nhờ gì, nhờ lại Phật tụng kinh đó, nhờ coi như là làm phước thiện. Và nãy giờ mình nói những cái đó nhưng mà nói để mà cho quý vị phát khởi tính tâm, chứ không phải nói để xuống quý vị là chạy ẩu à, không có được à. Bồ Tát không có che chở cho những cái người mà ẩu tả ha. Và nếu mà ẩu quá thì sẽ có Bồ Tát xuất hiện chặn lại, phạt cho một cái. Đó cũng là Bồ Tát đó. Bồ Tát đó cũng bảo hộ mạng sống của mình, của mọi người đó. Thế đó Bồ Tát xuất hiện. Thì điều thứ tư bao là có quý nhân hoặc là có chư thiên gia hộ ở mọi nơi, không phải chỉ chùa không, mà ở nhà mình cũng có. Điều thứ năm, lợi ích thứ năm khi lại Phật, quý vị biết là gì không? Khi chết được sanh về
cảnh giới an lạc. Sau khi chết được sinh về cảnh giới an lạc, quý vị có thích không? Quá thích, quá thích. Mục đích có nhiều đó thôi à. Mục đích có nhiều đó, lại Phật, lại Phật tụng kinh làm lành lắm dữ, chỉ có nhiều đó thôi. Muốn kiếp sau con sẽ trở thành cảnh giới an lành thôi, chứ không có cần phải trở lại làm gì ha. Rồi, như vậy rõ ràng là mình khi mà mình lễ bái Phật dạy, cái lợi ích nó lớn lắm mà mình không thấy lợi ích. Và khi mà mình không thấy rõ những cái lợi ích đó, mà lợi ích đó nó gần gũi xung quanh mình mà mình không biết, cho nên mình lễ bái một cách rất là thường. Nhưng mà khi mà mình biết rồi, khi mình cảm nghiệm rồi, các vị tổ, các vị thầy, không có một vị thầy, vị tổ nào mà không lại Phật. Và tất cả những cái nghi thức, dầu nghi thức Nam Tông, Bắc Tông, dầu nghi thức Tịnh Độ hay là Mật Tông, không có cái nghi thức nào mà không có cái phần lại Phật, đúng không? Lạ lùng vậy. Và chính vì vậy mới thấy là cái lại Phật nó quan trọng đến một cái mức độ như vậy đó, chứ không phải là thường. Cho nên quý vị cố gắng giữ lại ít nhiều gì, nhưng mà có lại. Và khi lại là lại một cách rất là chí thành, chí kính. Lại gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất, lòng hướng về Phật, Bồ Tát và các vị thánh chúng cầu nguyện. Không có cần phải là cung kính đến mức độ mà phải ôm chung ôm chân hôn, không cần, thấy không? Ví dụ như bây giờ là quý vị phát khởi cái đó đi nữa, nhưng mà cũng không, không có chân mà hôn. Kiếm không có, thấy không? Nhưng mà cái lợi ích đó là năm điều á, năm điều đó quý vị nhớ không? Nhớ không? Lại Phật có sức khỏe, khỏe rồi ha. Rồi lại Phật chuyển được cái giọng thanh tao. Rồi gì nữa? Lại Phật có, có tiền. Chặt cái này nhớ dài. Rồi cái thứ tư, lại Phật có chư, chư thiên bảo hộ, gia hộ. Và cái cuối cùng khi chết sinh về cảnh giới an lành của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh chúng. Mình biết được như vậy rồi, và trong cái đời sống mình nhìn lại Đại Lão Hòa Thượng Già Lam đó, tức là ông Già Lam, ông Trí Thủ, ông cao niên như vậy đó, mà mỗi ngày ông đều giữ cái thời khóa lại sám hối. Mà ôn giữ cái thời khóa lại sám hối không phải lại giống như mình mà có 33 lại, mà ôn lại 108 lại luôn. Dễ sợ mà một ông cụ như vậy. Và cái người mà thiền hữu chứng kiến luôn là ông Trí Quang. Thì bây giờ vẫn còn sống là 100 tuổi nè. Bây giờ ngày về, ngày ở ngoài quê ngày rồi, ngày không vô Sài Gòn, không vô ở Huế nè. Và ngày ở ngoài quê tuốt ở ngoài Quảng Bình đó, ở một cái chùa mà ngày xưa ngày đi tu, bây giờ ngày về cái chùa đó ngày ở, ngày đặc biệt đến giờ phút này ngày vẫn còn lại Phật. Hồi xưa thiền hữu còn nhỏ mà ở chùa Ấn Quang đó, mỗi sáng thiền hữu đều chứng kiến, con mắt thiền hữu chứng kiến là ngày lại Phật mỗi sáng, mà lúc đó ngày trên 70 rồi mà còn giữ được như vậy. Và quý thầy nghe mấy thầy bạn nói cho đến bây giờ ông vẫn còn giữ cái thời khóa lại Phật. Như vậy rõ ràng là cái lại Phật nó có một cái sức kỳ diệu như thế, cho nên là các vị thầy lớn các ngài đều duy trì cái đó. Và ông là bây giờ vẫn còn sáng suốt, vẫn còn minh mẫn và vẫn còn di chuyển đi tới lui mà không có cần người phải dìu đỡ vậy. Hiện bây giờ ôm. Thành ra quý vị muốn khỏe khoắn thì quý vị cố gắng
duy trì cái lại Phật. Người lớn tuổi thì lại theo cái tuổi của người đó nha, chứ còn đừng có mà kể cái cơ thể của mình đó mình chiều nó quá thì cũng không được. Quý vị nhất là người lớn tuổi là cứ nhức cái lưng quá lại mình không lại được thì cũng sao, cũng chắp tay lại không lại cũng thể đầu được địa được thì cũng chắp tay mà xá, mà cúi đầu, khi xá khi cúi đầu như vậy thì máu huyết nó lưu thông. Mà lại theo kiểu của thầy này là lại mà cúi cái đầu cho nó sát đất luôn. Nhưng mà mình lại trên này được không thầy, như cúi đầu được lại nằm trên này được không? Được chứ. Được chứ, đâu có gì không được. Thầy cũng lại nằm trên đó thôi chứ không phải nằm đó. Lại nằm cái đầu sát ở trên cái kệ đó. À được. Cô cỡ đầu cô đập cái cục xuống cũng được. Không sao hết. Hèn chi hổm ra thấy kệ xong rồi nó gãy mà té ra giờ mới biết được. Gọi là cái này luyện gọi là thiết gì? Thiết đầu. Thiết đầu chảo. Hay thiết đầu chừng. Cho nên quý bác mà muốn sống lâu trường thọ thì ngoài chuyện mà làm phước thiện, tu tạo phước lành, nhớ ơn trai rồi phóng sanh, cái mà quan trọng vẫn là duy trì cái chuyện lễ Phật. Nhớ vậy nha. Chứ còn không lễ Phật đó, là cái cơ thể của quý vị nó càng ngày nó càng cơ thể mà bế tắc luôn. Cơ thể nó là sao? Suy yếu khác, còn suy dinh dưỡng khác. Mấy bà ở đây không có bà nào suy dinh dưỡng đâu, nhưng mà suy yếu ha. Thành ra là dễ suy yếu, mình lại Phật thì nó khỏe dữ lắm á. Thành ra cố gắng, và các vị thầy các ngài đều lấy cái pháp môn, lấy cái này là một pháp môn lại Phật đến mức độ mà lại giống như ngài Ấn Quang tam bộ nhất bái hoặc là nhất bộ nhất bái luôn đó các ngài. Như vậy đó mà coi như là lòng thành chấn động tới cõi trời, chấn động tới thập phương chư Phật. Cho nên các ngài giàu ở trong cái nguy hiểm đi nữa, các ngài vẫn lại Phật thì cái nguy hiểm đó nó biến thành gì? An lành. Đó. Ngày Ấn Quang gặp nguy hiểm lại Phật. Rồi cái người cận kề nữa trong cái lịch sử cận đại là ai? Ngài Hư Vân. Ngài nhiêu tuổi? 120 tuổi mà vẫn lại Phật. Một ông cụ 100 mấy tuổi vẫn lại Phật cất chùa. Thấy không? Còn quý vị bây giờ cố gắng lại Phật thì sẽ thất tỉnh. Người nào mà muốn sống dai thì lại Phật. Người nào muốn giọng nói mà nó thanh tao mà tụng kinh nghe hay thì lại Phật. Người nào muốn có tiền thì lại Phật. Người nào muốn được thần thánh che chở, chư thiên ủng hộ từ ở trong nhà cho đến ở ngoài đường trên xe lộ thì lại Phật trước lái xe sau. Cái cuối cùng người nào muốn kiếp sau về cảnh giới an lành thì lại Phật. Tùy người nào muốn cái gì đó muốn, nhưng mà cái mà thầy muốn quý vị là lại theo gọi là kiểu thành kính lễ ngũ thể đầu địa, còn tránh hai cái mà gọi là ngã mạng lễ và cầu danh lễ thì thôi, nhớ không? Vậy đó. Thôi giờ chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức hiện tiền
nhưng con đành lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Hằng Giới Hoằng Pháp Khai Sơn Tạo Tự Liệt Vị Tổ Sơn. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Hằng Giới Hoằng Pháp Hoằng Đạo Khai Sơn Tạo Tự Từ Việt Nam Đến Tận Úc Châu. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Quay Đường Thượng Từ Lâm Tế Gia Phổ Tam Thầm Cửu